gái ăn lứa người tới 9 giờ mới dậy. Rồi chiến đấu đi, đấu đi. Nữa nó trúng tay. Cường hoài. Ăn có chọc vô con hoài. 6 giờ mấy rồi? Đó, nào ăn cắt luôn đi. Đi. Cắt. Dạ, ăn nhẽ không? Không? Ăn đớp luôn. Hey, chú thích ăn giòn giòn đúng không? Ừ. Nè. Ủa đây phòng mày mà. Ừ. Ăn vô. Thôi. Ăn vô. Ủa đi cắt cái gì đi cắt mày á. Ừ, tao ăn dưa không à? Ngon. Giòn giòn ăn nó ngon không chú? Ừ. Răng ở này yếu. Răng yếu béo à, yếu. Ôi miệng. Ừ, thấy ăn ngon mà. Mày vô siêu thị mua ra. Hả? À. Cái ngừ. Cái ngừ. Thấy ra không? Không, mày mua về cái ngừ vậy là con kế không còn kế đâu nha. Không còn kế chắc bạn rồi. Tầm lên nấu canh, miếng toàn kế không à. Miếng ra lòng ốc thì mà kế không. Mày cho thịt bò Mỹ đi. Không cho. Không chú đủ tiền mua. Đâu quên miếng mấy miếng này nó ăn. Các em miếng này. Ừ. Ăn cái không giòn đúng không? Nè, nè còn ăn chú nè. Rồi từ từ ăn chưa hết. Ừ. Thì chưa kém ăn chứ. Mèo cũng mèo thấy cảnh này thì chưa được. Lép được không mèo? Nè nhìn nè. Thôi. Nè. Ngon ngon. Ngay ngay miếng mỡ đi. Lần chết. Hè miếng rau nữa. Rau ăn sao đi. Nè, cho bay cho cách ăn nè. Ăn dưa, ăn miếng thử. Ăn dưa, ăn dưa ăn nhỏ. Đừng có phun ra. Ngon. Bên cây bò chét. Lũ hôm chú câu kéo qua ăn chung rồi. Sợ ông nhìn ông quay mà có vô khác rồi. Nãy quát mẹ. Bơi nước lên rồi mới tiêu vô. Đây tìm như này. Tìm tiếng sạch nhất á. Nè, cái ăn đi, ăn cái hết đi. Ôi làm quá. Mở miệng có. Mở không à? Nãy thấy mở chảy nhiều mà thèm. Nãy là tao ăn giỡn thôi chứ thật ra con gái chúng ta ăn gì. Ở dưới đó nó có bán bánh bèo mà loại đủ thứ loại động vật luôn, đẹp. Bánh bèo gì? Bánh bèo động vật. Bánh bèo làm từ thịt động vật á nè. Nè đó con gái thiệt ra con gái chúng ta ăn gì nè. Cắt để biết. Đầu vừa nãy vậy. Ừ. Mày nữa. Nãy còn diễn, giờ hết rồi diễn. Tụi mày chút về đây tao. Sao? Chết rồi. Mày chút. Mày tới số rồi tao. Rớt lên rớt xuống. Còn mày chết chứ. Chiên mắm này hồi, quên chiên muối này hồi mặn nè. Ông nọ này đâm nè. Á à, con không nói là ông nọ này đâm đâu. Mày kêu là bỏ hai muối. Ai trứng? Ai? Ai trứng? Em tao. Mày đi chặt tre đấy chứ. Dễ trong mồm. Cô hẳn. Dễ. Cô hẳn nghe. Chắc đi miếng gì mày. Khỏi, tự cắt ăn. Đây có bèo quá. Đủ rừng ừ. Kia đây. Tép. Tép họ trúng miếng xương. Giờ thấy mở xương dù dù về xương đang gãy đụng hết rồi. Vậy răng gãy rụng này nè. Thấy kìa ăn tôm thì mày ăn lắc cái đầu. Ăn chứ. Cắt là khỏi. Ăn đủ. Cắt đi. Liệu phải tầm cái đỉnh ra chứ. Mày chú kìa quay các mình à. Ừ. Chờ ai đâu. Ăn lắc lắc luôn. Mày chịu cổ không? Mày chịu kiểu không? Mày chịu cổ ăn không cổ? Đúng cô gái của em ở rừng. Nhi nè, nhi nè. Ngon. Giòn.
khó ăn ra hết đi. Còn này gì cho mé mì con ăn đi. Còn ăn hết rồi. Đậu hàng. Đứa nào đậu hàng đấy đừng dẫn nó đi uống trà sữa cho chú. Ăn hết rồi. Ăn hết hai cục chú mới dẫn đi nha con. Ăn hết rồi, rửa ăn hết rồi. Ăn hết đi, ăn hết đi. Ăn hết đi. Con công xét gì không? Ăn hết đi cho chú hết tiền mua trà sữa, ăn hết đi anh ơi, rồi khỏi ô đi. Khỏi đi uống nha con. Giỡn hồi cho chú cứ về đi. Ủa, có thấy mấy bữa nhiều mà nhớ làm cần câu mà. Có, con câu con ghét ở trên, lát con dừng lấy cho chú coi. Ừ. Bao đẹp luôn, 4 cần mà 1 cần thì chưa có phèo. Ừ. Bao đẹp luôn chú à. Dục làm đó hả? Dục hả? Mấy phèo tớ ta làm chứ. Bụp 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 bụp. Nào cấu lên thì dục hết rồi. Không còn cái nào á. Tao là con gái hiền dịu nết nê mà đứa nào chọc tao thì kém lạnh luôn. Để cho nó xong. Đứa nào chọc tao thì bỏ quê mà, tao đang làm gì đâu. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hai bỏ quê không quê mai muốn tiếp. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy. Con chuồng này con là chùm hả? Chùm hoài này có chùm chùm giường đi. Cá này chú kia nè. Lên đây chùm mình đi. À chứ con này khó. Không con nè, con chùm mình chứ con có chùm quần. Lộng con có chùm thu đâu chú đừng lo. Con hiền lắm. Con nói gì câu phèo đơm. Chú bóc mình trắng hả? Ừ đúng rồi. Con hiền lắm chú đừng lo. Con là con gái con đứa nết nam ở nhà. Ở nhà con đâu ăn hiếp bà đâu mà hình đúng không hả đứa? Ừ. Mom. Ừ. Con sẽ bỏ qua vụ này. Mày mày về nhà là không có được. Chú đưa cái thau giùm con đi. Cái thau con dọn mấy này lại mà. Ê, đồ. Ồ khô mớ luôn. Sao muốn ăn quá cứng ngắc. Cho nên cưng ăn luôn. Ừ, ngon. Tao uống nước ra uống mà. Nước không có uống mà. Ừ, xay bữa rồi, giờ còn nè. Hả? Xay bữa. Bữa gì?